Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị báo cáo kết quả đại hội toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam vừa được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã bầu ban chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam khóa 11 gồm 111 thành viên. Bà Bùi Thị Hòa được bầu làm chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Dịp này, Hội chữ thập đỏ thành phố sơ kết công tác hội 9 tháng qua, trao tặng 30 suất học bổng và quà cho 30 em học sinh ở quận Ninh Kiều, Cái Răng và quyền Phong Điền, mỗi suất trị giá 650.000 đồng.